Xin chào các bạn, phần mềm Revit Architecture của hãng Autodesk trong lĩnh vực thiết kế hồ sơ kiến trúc thực sự là một giải pháp hoàn thiện. Khóa học Revit Architecture gồm 8 phần. Phần 1 giới thiệu công nghệ BIM, phần 2 giới thiệu phần mềm Revit Architecture, phần 3 tạo đối tượng kiến trúc kết cấu, phần 4 công cụ tạo khối, phần 5 tạo lập family, phần 6 hiệu chỉnh đối tượng nâng cao, phần 7 quản lý dữ liệu thể hiện công trình, phần 8 khai triển ý tưởng thiết kế. Phần 1. Khóa học sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về công nghệ BIM, những ưu điểm vượt trội so với thiết kế cổ điển. Đồng thời, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số quy trình làm việc đối với các phần mềm trong hệ thống BIM, giúp học viên dễ hình dung hơn về tiến trình áp dụng. Phần 2, tôi sẽ giới thiệu cụ thể về phần mềm Revit Architecture, giúp các bạn làm quen với giao diện công cụ, cài đặt phần thư viện cơ bản và quản lý thông tin dự án như deadline, chế độ chi bắt điểm, đơn vị bản vẽ, cách đặt lệnh tắt, các công cụ chỉnh sửa. Phần 3, các bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo đối tượng kiến trúc, kết cấu cơ bản như dầm, cột, sàn, tường, cửa đi, cửa sổ, trần, mái, cầu thang và lan can. Đồng thời kết hợp với các cách quản lý hiển thị như section, crop, view range, filter, template để có được các bản vẽ như mặt bằng tầng 1, tầng 2, mặt bằng tầng mái, mặt cắt AA, mặt cắt BB. Phần 4, khóa học sẽ giúp các bạn sử dụng tốt các công cụ tạo khối trong Revit như Extrusion, Sweep, Blend, Revolve, Freeform phục vụ cho việc tạo lập family. Phần 5, chúng ta sẽ bắt tay vào tạo lập các family đồ vật, cột kiến trúc, family cửa đi, cửa sổ. Các bạn sẽ hiểu được bản chất của quá trình tạo lập một family phục vụ tốt cho thiết kế kiến trúc. Phần 6, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hiệu chỉnh một số đối tượng nâng cao như tạo phào, chỉ tường, tạo curtain wall, máy phức tạp, tạo một số profile cho ray baluster. Phần 7, khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý dữ liệu và thể hiện công trình như tạo bảng thống kê, diện tích phòng, tạo hình chiếu trích dẫn, làm chi tiết, tạo khung tên và diễn họa hình ảnh. Phần 8, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Masking Adaptive giúp triển khai và thể hiện ý tưởng thiết kế. Như vậy, mục tiêu của học Revit Architecture giúp xây dựng mô hình 3D nhanh chóng, triển khai 2D chính xác, tạo lập bảng thống kê đa dạng, hồ sơ SourceCraft File, PDF, DWG, Image, liên kết với một số phần mềm Revit Structure, Revit Map, Lumion, 3DS Max. Tôi đã giới thiệu xong nội dung của học Revit Architecture. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.